Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Đừng gây cớ vấp phạm, nâng trên Kinh Thánh, Ma-thi-ơ chương 17, câu 24 đến câu 27. Khi đã đến thành Capernaum, những người thâu thuế của đền thờ đến hỏi Phi-e-rơ rằng: "Thầy ngươi có nộp tiền thuế chăng?" Phi-e-rơ trả lời rằng: "Có." Và khi Phi-e-rơ vào nhà, thì Đức Chúa Giê-su hỏi đón trước rằng: "Hỡi Si-môn, ngươi nghĩ sao? Các vua thế gian thâu lương lấy thuế ai? Thâu của con trai mình hay là của người ngoài?" Phi-e-rơ thưa rằng: "Người ngoài." Ngài phán rằng: "Vậy thì các con trai được miễn thuế. Song le, để chúng ta khỏi làm gương xấu cho họ, thì ngươi hãy ra biển câu cá, bắt lấy con cá nào dính câu trước hết, banh miệng nó ra, sẽ thấy một đồng bạc ở trong. Hãy lấy đồng bạc đó và đem nộp thuế cho ta với ngươi." Câu gốc của bài học là: "Vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Đừng làm gương xấu cho người Giuđa, người Gret hay là hội thánh của Đức Chúa Trời." Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 31, câu 32. Câu hỏi suy ngẫm: người thâu thuế đền thờ đã hỏi sứ đồ Phi-e-rơ điều gì? Chúa Giê-su giải thích với sứ đồ Phi-e-rơ về việc đóng thuế đền thờ như thế nào. Cơ đốc nhân sống chu toàn trách nhiệm xã hội và không gây vấp phạm thì sẽ nhận được gì? Kính thưa quý vị, thuế đền thờ là loại thuế chính quyền La Mã cho phép người Do Thái thu để sử dụng cho hoạt động và bảo trì đền thờ Jerusalem. Trong suốt Ê-díp-tô ký chương 30, câu 11 đến câu 16, Chúa quy định hàng năm mỗi người nam từ 20 tuổi phải nộp nửa siết lơ để dùng vào việc hội mạc. Riêng thời điểm dân Israel từ chốn lưu đày trở về, đời sống còn khó khăn nên ông Nehemi đã quy định chỉ nộp 1/3 siết lơ mỗi năm cho công việc đền thờ của Đức Chúa Trời. Theo Nehemi chương 10 câu 32, trong thời Chúa Giê-xu, những người nam Do Thái từ 20 tuổi trở lên có trách nhiệm phải nộp thuế đền thờ. Vì vậy, khi được hỏi Chúa Giê-xu có nộp thuế chăng, sứ đồ Phi-e-rơ đã trả lời thay cho Chúa là có. Khi vào trong nhà, Chúa hỏi sứ đồ Phi-e-rơ: "Hỡi Si-môn, ngươi nghĩ sao? Các vua thế gian thâu lương lấy thuế ai? Thâu của con trai mình hay là của người ngoài?" Ông đã trả lời: "Người ngoài." Câu nói của Chúa Giê-xu: "Vậy thì các con trai được miễn thuế." Hàm ý Ngài chính là con Đức Chúa Trời. Theo lẽ thường của đời thì Ngài được miễn thuế, nhưng vì không muốn làm gương xấu cho người khác và cũng không muốn mình lại gánh nặng cho sứ đồ Phi-e-rơ, nên Chúa Giê-xu đã bảo ông ra biển câu cá, và trong miệng con cá câu được đầu tiên sẽ thấy một đồng bạc, đủ đóng thuế cho Chúa và ông. Mạng lệnh của Chúa thật lạ lùng, nhưng khi sứ đồ Phi-e-rơ tin cậy, vâng lời, Chúa đã đáp ứng nhu cầu của ông: "Nộp thuế cho ta với ngươi." Qua lời giải thích của Chúa Giê-xu cho sứ đồ Phi-e-rơ, chúng ta thấy Chúa hoàn toàn có quyền từ chối nghĩa vụ đóng thuế đền thờ vì Ngài là con Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài đã làm gương cho chúng ta trong việc chu toàn mọi nghĩa vụ đối với Đức Chúa Trời, và đặc biệt là không gây cớ vấp phạm cho người khác. Cơ đốc nhân ngày nay cần phải quan tâm hoàn thành trách nhiệm công dân đối với xã hội chúng ta đang sống. Đóng thuế đầy đủ, mặc dù chúng ta đã được cứu và là công dân nước trời. Chúng ta không làm gương xấu trong việc thực hiện những trách nhiệm của một công dân đất nước chúng ta đang sống, không thể viện lý do bất công, phí phạm, không hợp lý, vân vân, để từ chối nghĩa vụ đóng thuế của mình. Khi sống chu toàn trách nhiệm với xã hội, không làm cớ gây vấp phạm cho người khác, chúng ta sẽ được tôn trọng và không bị người ngoại nói xấu hoặc bị hiểu lầm. Chúng ta cùng hiệp nhau trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giúp con luôn sống làm gương tốt, chu toàn trách nhiệm với xã hội, đặc biệt là đóng thuế đầy đủ, để con không làm cớ gây vấp phạm cho người khác,
và không làm cho danh Chúa bị bôi xấu. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có từng tránh né hoặc không chu toàn nghĩa vụ đóng thuế không? Anh em ăn uống làm gì hay làm chi khác, hãy vì danh Cha chớ nêu gương xấu người ta mà luôn nỗ lực rao ra ơn Ngài. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.